Xin chào quý thân mến, hiện tại thì em già cũng có mặt ở chỗ nhà của hai bố con em già cũng như là nhà của cháu trả lớp 3 mồ côi. Hôm nay vào tiếp tục vào cập nhật cái tình hình mà chở vật liệu cho em già. Đấy, em già vào đây thì cũng thấy bà con ở đây rất là đông. Đấy, người thì điệu cái quỷ tấu, người thì chở bàn xe rùa. Và cũng số vật liệu của... Vâng, chào em già. Vâng. Hôm nay làm sớm rồi à? Hôm nay làm sớm, chuẩn bị làm sớm luôn. Làm sớm luôn à? Vâng. Đây, chở hết số bột mà hôm qua còn rất là nhiều trong này. Thế ở bên dưới thì chở hết chưa? Sắp hết rồi. Sắp hết rồi á? Vâng. Thế nào? Còn gần thôi, còn bao này để lại cho đấy là chờ nhóm ra làm. Thế à? Vâng. Thế cái này là còn là chỗ để không? Em cứ chở dần cho hết luôn. Cái này á, không có chỗ để nào. Chào các chị em nhá. Đây. À, thế là cũng chở hết rồi đây cô bác ạ. Cái sỏi này là để làm cái móng cái như là đổ cái dàn phần bên dưới ấy. Đúng không? Chở hết vào rồi. Thế bây giờ là hôm nay là nhờ được bao nhiêu người à em già? 35. 35 người á? À? Ui dồi. Thế là số tiền sợ đủ ăn không? Không đủ. Không đủ á? Thế em thêm vào nhá. Nhà còn tiền không? Nhà còn tiền không? Không có thì nợ cho mình có tiền thì mình đi trả sau cho họ ạ. Thế là tí là phải đi nợ ăn trước xong rồi trả sau cái gì? Vâng ạ. Đấy thì hôm nay vào thì cũng như hôm trước ấy, cũng thông báo cho em rồi. Có được cái cô cũng hỗ trợ cho em 400 để mua cái thức ăn cho gia đình cũng như là nhờ được người thì mua thịt cho cả anh em nhờ ăn luôn đấy. Đấy thì không biết là 400 này chắc là không đủ so với số lượng là 300 người để hỗ trợ cho anh em. Không phải 300 người, 35 người. À 35 người để ăn ở trong này thì không đủ. Thế thì em phải thêm một tí nữa thì mới đủ được cho anh em ăn. Xây rùa không có xây rùa? Xây rùa em đi... Họ nó đây nó bảo là nó có một cái hai ba cái sao ấy. À có hai ba cái gì thì vâng. Mượn được hai ba cái gì? Mượn được hai ba cái. À. Đấy, đi xem này, đi xe chỗ của em vâng. Để này. Này em già dùng cái quẩy tấu. Thưa cô bác ở trên này thì bà con thường hay dùng cái quẩy tấu để điệu ngô này, rồi là điệu vật liệu. Đấy. Xe rùa của nhà em già thì cũng chưa có cho nên là đi cháu trả. À, lấy được một viên rồi em. Vâng. Vâng. Em làm đấy nhỉ, vất vả quá nhỉ. Nào không em già, em già với em trả. Nào à? Đúng là nào rồi, bởi vì một viên là 15 cân. Đúng rồi. Đấy, hai viên là 30 cân rồi. Ê, gạch là gạch tô cô bác ạ. Gạch to rất to. Đây cô bác, em già vào đến đây cũng nhìn thấy ở bên trong này thì bột cũng được khá là nhiều. Đấy. Khá nhiều bà chở hết số bột ở trong cái lên đường và rồi. Còn bên này thì như cái hôm trước thì anh em cũng bảo em già là để gạch vào những cái chỗ mà còn trống. Đấy, xếp gọn vào một chỗ những cái chỗ trống thì sau này mình lấy ra xay lên tường thì sẽ dễ dàng hơn. Để mà em già một mình vậy gia đình tự túc tát chở bên kia vào thì cũng rất là chậm. Đấy cho nên là cũng nhờ hôm nay nhờ được khá là đông anh em bà con ở trong này là hộ em già một buổi để di chuyển hết vật liệu vào. Còn vấn đề nước nuôi ấy, thì cô bác là em già cũng mua được cái phần nước của bên nhà bên kia rồi. Cái bể nước thì gần ngay cái nhà cộng đồng thôn thì cũng gần đây thôi. Hôm nay chở hết xong vật liệu thì sau này nếu mà độ thợ vào ấy thì anh em cũng tiếp tục là nhờ người để hộ em già chở nước vào cho độ thợ làm. Vâng. Đấy, em thì sau nhưng mà em tính ra là bỏ cái xe thì chở vào được. Vâng đấy. Thì mình hôm nay quyết định là chở hết vật liệu vào xong rồi tới này nếu mà chở nước thì nhờ một anh em nữa. Vâng. Để mình đi tìm đâu có tép cái thùng phi to to ấy thì mình thùng sẽ thì em một trong nhất để em để ở trên chả tay nước có được không nhỉ? Được mà được nhưng mà để trên đấy mình kéo vò vào đây được đúng rồi, kéo vò được thế cũng được. Vâng. Đấy thì mình chở nước từ bên kia vào đổ trong vào trong cái tép của cháu trả ấy đúng rồi. Thì mình sẽ lấy cái vòi cám vào cái
thép đấy xuống dưới này để làm dưới này. Khi nào mình không dùng nữa ấy, thì mình vặn lại. Vặn lại. Đấy, vặn lại thôi. Đấy. Nhưng mà anh lúc nãy thì anh cũng vào hơi muộn vì em để bột như thế rất là hao hụt. Bởi vì những cái khe, những cái lỗ ở trong nền nhà của em ấy, thì em xem này, ở trong này rất là hao hụt cái bột. Đấy. Trước đó em phải để cái bạt ở trong này để làm sao nó không hao hụt. Bây giờ nó hao hụt cái bột, sợ sau này không đủ thôi. Thưa cô bác, là lúc nãy em già vào thì hai anh em có vào trước rồi, còn em Dưa và anh Cái thì vào muộn một chút bởi vì sương mù khá là dày đặc, người đi trước người đi sau, bởi vì không đi theo cùng nhau được ấy. Anh Cái thì ở trong này, còn em già thì ngoài huyện vào thì không đi cùng nhau, cho nên là hai anh em cũng đi vào muộn. Em già vào trước để cập nhật cái tình hình, bởi vì cũng nghe được cái điện thoại của em hai bố con em già là vật liệu ở trong này chở sắp xong rồi, nếu mà các anh không vào thì sẽ không kịp để cập nhật cho cô bác cùng biết. Thì hôm nay em già cũng vào em đây. Đấy, có hai cái xe rùa mượn của nhà bác của cháu Trả, và còn lại bà con là điệu cái quỷ tấu ở trên lưng. Thế hôm nay là làm cái gì cho một cái anh em ăn? Nồi mềm mềm nữa, cái nồi cơm. Nồi cơm à? Hôm nay nấu cả cơm à? Nấu cả cơm với rau dưa. Rau dưa à? À đây, cô bác, đây là một cái nồi cơm đã được chị thổi sáng rồi. Còn ở trong này thì rau dưa cô bác ạ. Đấy, bà con ở trên này ăn rất là đơn giản và cái bữa trưa. Và trên này là mềm mềm. Ít chữ đi phiên nhỉ? Có một thâu mềm mén rồi. Một ao mềm mén nhá, một ao này nhá. À, nhiều nhỉ. Ba lăng rồi ấy. Hôm nay anh em đông là vẫn phải làm nhiều cơm để anh em ăn bữa trưa. Hôm nay cũng giờ này cũng khá là trưa rồi. Anh em chưa ăn cơm phải không? Chưa, tí đã. Tí nữa à? Tí làm xong ăn à? Rồi, nhưng mà có rau chưa chín. Rau chưa chín thì nấu mỗi gì là cái gì rau rồi. Vâng, thế thì cứ nấu cơm đi, xong tí anh em ăn cơm. Cái gì rau nó rau chín. Ở đây là vẫn đôi lần nước đôi nước đôi. Hôm nay thì em già cũng lấy từng sách từng lan một để về sinh hoạt cho gia đình cô bác ạ. Đấy, còn bên ngoài này em già sẽ đưa cô bác đi xem anh em chở hết bột rồi thì sẽ vận chuyển gạch về để gọn vào một chỗ nào trống ấy cô bác. Ui ui bé này này vẫn điệu được à. Này bé này rất là xinh và có một cái quỷ tấu đây này cô bác, bạn chở một điệu một ít nữa cơ. Đây bột đây này cô bác có thể nhìn thấy. Đấy, bé rất là nhỏ, tuy nhiên là cũng về hộ hai bố con là điệu bột, cả bé mặt áo chán nữa. Bé tên gì ạ bé chị? Mì. Bé Mì à? À cháu tên Mì. Còn cháu tên gì? Xong mà. Vâng, được rồi, hai bé đi đi. Nào. Đấy, tuổi nhỏ thì điệu ít thôi nhá. Đấy, em mê thế nào hả? Em mê rất đẹp. Đây còn thanh niên này nữa. À còn cháu Trả nữa. Đấy, mấy thanh niên là cũng về hộ em già là điệu gạch nè, đây là bột. Ui. Đấy. Hai chị em có cả các bạn nhỏ là cũng về hộ em già. Thật sự là đây có một bé ở đây nữa là lấy được một viên gạch rồi nha. Cố gắng nhá. Thật sự thưa cô bác là nếu mà được xe rùa ấy thì sẽ chở được nhiều hơn so với sức người điệu quẩy tấu. Nếu mà bị quẩy tấu thì như em già hay nói thì chỉ điệu được 1 đến 2 viên đó là cùng rồi, bởi vì viên gạch, những cái viên gạch này là rất là nặng. Đây, cái này là chắc phải không biết là em già cũng chưa cân thử cho nên in chiên trò chiên ấy in chiên hả thợ bên lúc này như thế in chiên là ít trò chi hả ít trò chi à ông chiên mà biết trò ít trò gì à cho khóc mày đi cậu gì chiên cậu gì chiên đấy á ý thôi à ít trò gì đấy á ui anh trai cũng bảo là
một viên này là 18 cân cô bác ạ, rất là nặng, thì mình cũng chỉ đựng được 2 viên thôi đấy, còn thanh niên người lớn thì có thể đựng 3 viên, nhưng mà nếu mà xe rùa đẩy ấy, thì có thể được 4 đến 5 viên, đó là chuyện rất là bình thường. Đấy. Cái khủy tấu nhà của em già là bằng xe, tuy nhiên là cái dai đeo ở trên lưng là cũng tả tơi hết rồi cô bác ạ. Lấy cái đây này, tả tơi. Cái này có đau vai không? Có ấy. Có à? Điều nặn đau vai nhỉ? Đúng rồi. Đấy. 2 viên hay 3 viên đấy? Ồ, mình là mấy năm ngày rồi, đau quá. Đau quá à? Đau quá thì 2 viên thôi. Vâng. Còn quỷ tấu anh giúp em đi một tí. À, không còn rồi. Không còn rồi ấy. Em đi tìm nào, đi tìm có thì anh hộ em một hai chuyến để cùng bà con góp vui. Thực sự là anh em một cái được không nhỉ? Ừ, tìm được một cái đi. Anh không giúp được nhiều. Anh chỉ về đây để cập nhật cho cô bác cùng xem thôi. Tuy nhiên là cũng muốn hỗ trợ cho gia đình là giúp gia đình được viên nọc hay viên đấy để bắt được những cái sự nhọc nhà của nhà em già. Ở 2 viên thôi. Anh 2 viên mà sợ không nổi ấy. Đấy. Được chưa? Chưa. Từ từ lo đi. Ôi. Nặng không? Nặng rồi đấy cô bác ạ. Đây, em già cũng là người đồng bào trên này, tuy nhiên là cũng những cái việc nặng này là mình cũng ít khi làm với bà con. Trước làm nhà em già thì cũng làm nhiều rồi, nhưng mà mình dùng bàn xe máy chở, bởi vì nhà em già thuận tiện nhất là có đường xe máy đi vào được ở ngay điểm trường. Còn nhà của hai bố con em già đây là có cái đường rẽ vào nhà, cái nền nhà ấy cũng đi bằng đường bộ này, rồi là xe rùa thôi cô bác ạ, cho nên là vấn đề chở nước này, lấy gạch này, bột vật liệu cho nhà em già là vẫn phải là dùng bằng sức lực để lấy vào nhà, lấy vào nền cho nhà em già. Ôi, sợ cái dây sợ cái dây này đứt ấy cô bác ạ. Nặng quá. Chành chành đấy nhở? Run run đấy. Thế là em phải lấy một cái đấy. Đạp ở trên này thì mình mới có chỗ mà để cái quỷ tấu ấy. À, làm thế luôn à? Này, bé bảo bé bé tính ra. Khe. Ui. Đây. Đấy, thế là cũng nặng nhỉ. Thế mà mấy bạn nhỏ cũng chở được một viên là cũng khỏe đấy. Mình thanh niên người lớn mà. Còn 2 viên thôi. Không nổ. Không nổ được đấy nhỉ. Nếu mà điệu à. Lên dốc nữa không biết, vậy đi xa nữa không biết như thế nào ấy. Đi xa thì mệt quá rồi. Mệt nhỉ. Vâng. Đấy, tiếp tục thôi. Thôi. Vâng. Đấy, các anh sếp có già để hai anh sếp ở đây nhá. Vâng. Đấy sếp ở đây sếp ở đây. Ở đây sếp ở đây. Ở tụi nó bắt kia tí hả? Kia tí cho cho chị chú mua đi. Có hết tí cho anh đấy, thì kia tí cho anh nhá. Sư dụng khó lấy tí, chỉ là khó lấy. Tạm bò rồi, tạm bò lấy. Đấy tí anh em xếp thì xếp vào những cái chỗ trống này đây này nhá anh. Vâng. Để bởi vì bên trong kia còn rất là nhiều gạch. Sợ không đủ. Để ngày mua mà. Đấy để gạch. Đấy xếp tầng đấy là được rồi. Cao quá sợ trẻ con trèo lên trên kia xong. Ủa, em không cho trẻ con vào để. Vâng. Em để ý nhá. Trẻ con vào đây thì không cho trèo lên nhá. Trèo lên thứ nhất là sợ đổ rơi viên gạch xuống vào người thì cũng không được. Đấy, sợ đổ. Và trèo lên trên nhớ đâu chụp chân ngã thì lúc đấy lại tội cho anh mình. Thì cấm tuyệt đối trẻ em. Ê, ui, u ba mẹ. Đây đây đây. Ai da, nặng quá nhỉ. Này. Đấy. Mấy bé này là cũng điệu được một viên. Thưa cô bác là hôm nay cũng là cuối tuần ấy, thì các bạn là cũng đi học về rồi. Đúng
rồi. Thế là em già cũng nhờ được bà con ở trong này, thế là mấy bé cũng về hộ em già là chở gạch cũng như là lấy gạch cũng như là lấy bột vào trong này. Bởi vì thật sự là trên này mỗi người một tay thì nó sẽ nhanh hơn. Còn để mà nhà em già thì cũng khá là lâu mới đủ cho anh em đỗ thợ đủ sai. Đấy. Em có với hai anh em là hộ xếp ở trong nhà nhé. Hộ xếp xong à, tí bà con lấy về thì nhớ đỡ giúp mấy bạn nhỏ nhỏ nhá. Này mẹ muốn thôi bắt giải hả? Này mẹ đến cà phê cho hả? Nó đi. Anh à. Ai à? Nặng quá. Mẹ ta. Nặng nhè. Đấy, bác bảo là điệu xong rồi đừng tính cái quẩy tấu. Bởi cái quẩy tấu này là rất là nhanh hỏng. Nếu mà điệu gạch nhiều với cái nạm như thế này. Mệt quá, cô bác ạ. May mà bà con đông. Thật sự mà như em già nói ấy, nếu mà một mình mà lấy hết số vật liệu này vào chắc là lưng phải còng hết rồi cô bác ạ. Đây, xe rùa là tiêu được 5-6 viên. Đấy, giỏi chưa? Nên chỉ xe như là tập đấy nhá. Có xe rùa thì đây, bỏ cái này ra. Xong là anh lấy đi hẳn vào trong đĩa thì mới mới nhẹ, còn không thì lệnh bê từ đây vào nữa thì nặng. Đây, lấy chắc thì một tờ. Chắc một tờ tờ. Đấy. Được mà. Đấy. Đây. Đây lấy đi để vào trong lúc cần thiết. Thì các anh em xếp gạch nó mới vất vả. Nó trả nhá. Tí nha, cháu lấy đi đến trong kia thì cháu vào đây anh chú hỏi tí nhá. Vâng. Chú bảo tí nhá. Bạn này rất là chăm chỉ. Người lớn thì điệu cái quỷ táo to, người bé thì điệu cái quỷ táo nhỏ và điệu mít. Mỗi người một sức. Chở nặng có sợ xe rùa hỏng không cô? Sao anh em thấy chả chết để liệt gì thế? Liệt mà sẵn không hả? Dù liệt mà thế nào? Liệt mà thế nào? À, bảo là không được làm hỏng đâu. Làm hỏng thì phải mua lại cái xe rùa mới và đền cho đấy. Cháu trả vào đây này, anh cho vào cho. Được không? Phải đạt rồi. Giữ được không? Nạm đi một cái thôi. Ôi dồi. Ôi, cháu sao chị tàu ní? Nó chắc tính gì nữa mà. Ô, nặng quá nhỉ. Nhanh à? Nhanh à? Em rất là đông thì túc tát một lúc nữa là xong cô bác ạ. À. Nó thật là đông người thì cũng nhanh thôi. Hôm nay là em già. Ai à? Ui. Vào thì vào ấy. Đây. Để đây một tí đã. Xong rồi. Ui. Đây cô bác, bên trong này thì lúc nãy em già cũng có bảo là tối này sẽ lấy nước để vào bếp của nhà cháu trả để dự trữ nước ở đây, và về sau thì dự trữ được nước ở trong này rồi thì thợ vào làm của nhà em già ấy thì mình sẽ mượn vòi cắm trực tiếp vào đây để kéo nước sang chỗ nhà em già, nhà hay một cái em già ấy. Thì em già đây thì cũng đồng tình với ý kiến của em già, bởi vì hiện tại nếu mà để mà kiếm cái thùng phi to để dự trữ nước ở bên chỗ nhà hai bố con thì khả năng là bà con ở trong này cũng chỉ đủ tép để phụ cho gia đình, hay không đủ dư để cho hai bố con mượn ấy, thì sẽ lấy nước để vào đây, chở nước để vào đây và mình sẽ mượn cái tép của nhà trả
và kéo vò từ đây đi vào nhà hai bố con em già. Và nước khi nào dùng nước thì mình mở, còn không dùng nước thì mình có thể là tắt cái nút nguồn ở trên này đấy, thì cũng rất là phù hợp. Thưa cô bác, là con em ở trên này thì không chỉ những cái ngày như này là về hỗ trợ phụ giúp cho nhà em già, mà ngoài ra nhưng ngoài những cái nghề học về ngày nghỉ ấy, thì các em cũng về phụ giúp bố mẹ lấy cỏ bò này, lấy rau lợn này, đấy, những cái việc nhẹ là các em cũng rất là chăm chỉ và phụ giúp gia đình. Còn ngoài giờ về nghỉ với gia đình là những cái ngày trong tuần là tiếp tục đi học. Đấy, mấy bạn này là đang đi học ở trong trường chính. Còn bạn bé này thì đây, để chú hộ cho. Ai à? Bạn bé này chắc là học ở ơ cả thị trà mê. À, bạn bé này là học lớp 2. Đấy, thì cũng đang học ở trong điểm trường thôn thôi. Đấy, được rồi. Vào chỗ này khả năng là đổ chỗ này hả anh nha. Em đổ luôn nhé. Ờ, đổ đấy. Anh hộ em đi. Sợ tí cho ơ giải quyết hả. Sợ tí mình đổ vớ. Ui, mệt quá các bác ạ. Em được khá là nhiều rồi. Túc tát một lúc là được khá là nhiều. Bởi vì cũng rất là đông ấy. Để mỗi người một viên. 10 người thì 10 viên. Đấy. À, 10 chuyến thì 100 viên. Rất là nhanh các bác ạ. Còn một mình một viên thì 10 chuyến mới được 10 viên. Thế sau một thời gian vất vả điệu những cái viên gạch cũng như là những chuyến bột vào đây thì bà con cũng khá là đói rồi. Giờ này cũng là giờ khá là trưa, tuy nhiên là vật liệu ở bên trong vẫn còn đấy. Thì tạm thời là cứ ăn cơm để trưa trước. À, bữa cơm của bà con ở trên này thì thưa cô bác, đây là mè mé, rau có cái rau dưa và có cả cơm. Nếu ai cơm thì ăn cơm, ăn mè mé thì ăn mè mé nhá cô bác nhá. Đấy, rất là đông. Khả năng là bà một con cũng bảo là làm ba mâm, xem mà người ăn trước no rồi thì người ăn sau tiếp tục bà thôi. Bởi vì cái gian nhà của mẹ cũng khá là hẹp ấy, không đủ ngồi. Còn đi ăn ngoài thì ngoài chợ cũng khá là nhiều vật liệu và sương mùi này, rồi là có cả những cái có cả mưa nữa thì phương tiện ra ngoài ăn thì ăn trong nhà. Đấy, số lượng bát ở gia đình của nhà em già là không đủ, cho nên là bà con ăn quên thì hôm nay vẫn ăn bằng thìa và những cái chọc to và những cái bát thôi, không có đủ đũa để ăn. Tuy nhiên không phải không đủ đũa mà là bà con ở trên này cũng không quên ăn bát đũa. Đấy, thì cô bác là như vậy. À, hiện tại thì cũng chưa thể khắc phục được, nhưng mà dần dần rồi sẽ khắc phục cho bà con là xây dựng ăn bà bắt đúa hết cô bác nhé. Còn ở trong này thì múc ra một nồi rồi, còn tiếp tục một nồi to để cho ăn thoải mái luôn, đủ no cô bác ạ. Mình ăn mềm mén không thể thiếu đó là canh. Cái canh này là canh nhạt nhé, không cho thêm mắm muối mì chính cả. Đấy, để cho bà con ăn với mềm mén cô bác ạ. Đây thưa cô bác, trong thời gian chờ đợi anh em đang ăn cơm ở bên trong ấy thì cũng gọi em già ra đây để em già cũng thông báo cái quý của cô Lan ở cơ bản về
trích 400.000 mua thức ăn cho làm nhà em già. Thì hôm nay cũng tiện thì em cũng nhờ được anh em đông ấy, vâng, thì cũng chở hết vật liệu vào cho nhà em rồi. Thì em cũng xin lấy cái tiền này cho em để em đi mua thức ăn cho anh em hộ mình làm để ăn. Còn hôm nay anh cũng xác định bảo là mua vào, nhưng mà em bảo là nhờ đông anh em, vâng, chắc em phải thêm một ít tiền nữa thì mới mua đủ cho anh em ăn. Vâng. Thì đây, anh sẽ xin trao cái phần tiền của cô Lan cho em. Vâng. Đấy, em cô Lan. Cô Lan. Đấy, ở có bàn. Vâng. Em cháu... có lời cảm ơn cô Lan đi. Vâng. Cháu già rất là cảm ơn cô Lan đã gửi phần tiền này cho cháu làm nhà nữa. Cháu rất là cảm ơn. Vâng, đây là cái lời cảm ơn của em già. Đấy, thì qua đây thì em già cũng xin chân thành cảm ơn cô Lan rất là nhiều đã tin tưởng vào anh em để gửi cái phần tiền trao cho gia đình em già để có cái phần lương thực thức ăn, mời anh em hộ mình lấy vật liệu vào trong này làm nhà cho nhà em già. Thế thì em già không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn, cũng xin chúc sức khỏe cô và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ạ. Thế bây giờ thì tí em đi mua xem đi mua cái gì thì đi mua nhá. Vâng ạ. Đấy, ở trong này thì không có không có thịt lợn này, không có thịt gì ngoài thịt gà chân vàng này, rồi là thịt đông lạnh thì hỏi bà con ăn cái gì thì em mua cái đấy. Vâng. Đấy, ăn thịt gà chân vàng hay là ăn thịt gà đông lạnh thì đấy là do bản thân em và cũng là do anh em làm vất vả nên ăn gì thì mua đấy. Vâng. Nhá. Nhưng mà anh em nó bảo là nó ăn gà chân vàng ạ. À, gà chân vàng thì đấy thì thế thì xem nào, 4-3-5 người à? Em vừa đếm sắp đủ 40 rồi. Sắp đủ 40 người. Vâng. Thế chắc phải hơn yến nhỉ? Hay là một yến gà đủ không? Một yến cái gì? 10 cân đấy. Một cái chắc là không đủ á. Không đủ à? Vâng. Thế thì em phải thêm tiền vào nhá. Vâng. Thế anh cũng chỉ lấy cái phần tiền mua thức ăn của cô Lan cho em thôi. Vâng. Thực ra thì anh cũng không có cái gì để hỗ trợ em cũng như là giúp em cả. Vâng. Cái này em tự bố trí nhá. Vâng. Đấy, còn bây giờ thì em đi mua gà đi. Vâng. Anh em đang ăn cơm thì em đi mua gà tí chở hết vật liệu rồi thì mình làm cơm kịp cho anh em ăn đi. Vâng vâng. Đấy nhá. Vâng. Vâng. Vâng, thưa cô bác là bây giờ em già cũng đi mua gà về để tí còn đấy anh em ở trong bản. Đấy, hôm nay nhờ khá là đông anh em phụ giúp nhà em già chở hết di chuyển hết cái số gạch cũng như là bột đá rồi. Còn là cái bột mịn ở trong này ấy thì không chưa chở vào được bởi vì ở trong này kín rồi. Với lại cái bột mịn chở vào đây thì những cái khe đá ở chỗ này nhà của em già rất là có những cái khe đá hơi to ấy. Bởi vì chợ vào sợ nó hao hụt thì mình sẽ chở dần thôi cô bác ạ. Còn một xe nữa, một xe bột. Lúc nãy thì em già cũng bảo gia đình là cũng chủ động đi mua thức ăn về cho gia đình, tí mời anh em hàng xóm về giúp chở vật liệu rồi. Thì em già chắc là không đợi được gia đình ăn cái bữa tối có thịt. Bởi vì bữa trưa của gia đình là cũng thường thường bà con trên này là ăn bằng cái cơm nhạt thôi ấy, không có thịt. Thì tí em già không thể cập nhật cho cô bác cùng xem cái bữa ăn có thịt của gia đình rồi. Bởi vì em già còn đi vào cái hoàn cảnh khác nữa ấy. Thì có lẽ em già cũng xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bác ở những cái video tiếp theo ạ.